Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh đào tạo Liêm Gym Optional. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng trở lại với series Góc nhìn Liêm Gym và chúng ta đang ở tập thứ tư của cái series này, là cái nơi mà Liêm Gym sẽ đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình dành cho những người mới ra trường, đặc biệt là những người mới quan tâm đến cái lĩnh vực này, thì chúng ta sẽ có thêm những cái ý kiến đóng góp và cái quan điểm cá nhân của một người đã đi làm freelancer và đầu quân cho những cái công ty, những cái tập đoàn nước ngoài nữa, đó chính là Liêm Gym. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem câu hỏi và cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến là gì nhé. Thì cái câu hỏi ở đây là một cái câu hỏi của bạn Supo Hạnh Nguyễn, cũng là một thành viên rất là lâu rồi quan tâm đến kênh đào tạo Liêm Gym. Và bạn ấy đã follow kênh của Liêm Gym ít nhất trên 2 năm rồi. Và cái câu hỏi của bạn ấy thì là một câu hỏi rất là hay. Tuy nhiên thì nó quá là rộng. Chính vậy thì Liêm Gym sẽ cắt cái câu hỏi này thành một cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi. Còn lại thì Liêm Gym sẽ trả lời bạn ấy những cái câu hỏi còn lại và một cái phần tiếp theo nó phù hợp nhé. Thì câu hỏi của bạn ấy như sau. Anh cho em xin quan điểm của anh về bằng cấp trong ngành này có thực sự cần thiết không, và người sống nội tâm có hợp với ngành này hay không? Vì em rất ngại giao tiếp và ngại thể hiện nữa, mặc dù có nhiều thứ tin là mình làm được nhưng rồi lại để phí cơ hội. Em cảm ơn rất nhiều vì những chia sẻ bổ ích, luôn ủng hộ kênh của anh. Đó, nó câu hỏi mà Liêm Gym nghĩ rằng nó có hai cái mạch chính. Thứ nhất đó là bằng cấp ở trong cái lĩnh vực thiết kế đồ họa nói chung đi, và lĩnh vực digital painting, và một câu hỏi nữa đó là cái tính cách của cái người nội tâm thì nó có phù hợp với cái lĩnh vực này hay không. Thì Liêm Gym xin phép được trả lời bạn cái ý đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận đến cái chủ đề đó chính là nếu mà các bạn không thể giỏi được hãy trở nên phù hợp, và quan điểm của Liêm Gym như thế nào về bằng cấp trong lĩnh vực graphic design nói chung và digital painting. Nào, mời các bạn cùng đón xem. Rồi, và như thường lệ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi Liêm Gym vẽ một cái tác phẩm mà Liêm Gym lấy cái cảm hứng từ cái đợt mà chúng ta giãn cách xã hội đó các bạn. Đó chính là cái tác phẩm Home Alone này, chúng ta tạm gọi như vậy. Thì trong cái lúc mà Liêm Gym vẽ thì Liêm Gym sẽ cùng chia sẻ với các bạn và trả lời thêm những cái thắc mắc. Ngoài cái thắc mắc của bạn Subo Hạnh Nguyễn ra thì Liêm Gym sẽ trả lời thêm những cái thắc mắc khác nữa. Và như các bạn đã biết thì trong 3 cái tập đầu tiên của series này thì đại đa số những bạn mà theo dõi thì các bạn cần cảm thấy rằng là đâu đó có một cái chút gì đó Liêm Gym chia sẻ truyền cái động lực cho các bạn. Các bạn thấy hạnh phúc hơn, các bạn thấy yêu đời hơn. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Khi mà chúng ta đối diện với những cái công việc thực tế thì nó không có như trên video. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái cách tiếp cận tương đối là khác. Trước khi Liêm Gym truyền thêm cho các bạn một số cái động lực nữa, đúng chưa? Thì hãy để Liêm Gym nêu ra cái quan điểm thực tế của mình trong cái phần đầu. Hãy coi như là nó là một cái gáo nước lạnh để giúp cho các bạn tỉnh hơn, đặc biệt là những bạn trẻ. Trước khi chúng ta có thể nghĩ đến việc là có một cái công việc hay là cái thu nhập lớn đối với cái nghề này, được chưa? Rồi, thì cái đầu tiên chúng ta sẽ cùng bàn luận, mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là chủ đề là nếu các bạn không thể giỏi hãy trở nên phù hợp, vậy thì giỏi là so với cái gì và phù hợp so với cái gì, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến 3 cái khái niệm trong một cái lĩnh vực công việc mà chúng ta cần phải bàn đến. Đó chính là, thứ nhất đó là chính là cái sự đam mê, mà thứ mà Liêm Gym đã đưa ra cho các bạn rất là nhiều, các bạn đã ăn nhiều cái bánh vẽ về cái đam mê, thì ngày hôm nay sẽ làm cái chia sẻ khác, được chưa? Thứ hai là cái nỗ lực của bản thân của chúng ta là một cái yếu tố quyết định, và thứ ba đó chính là cái bằng cấp, cũng chính là cái câu hỏi chính của bạn Subo Hạnh Nguyễn. Thì trước hết, khi mà chúng ta đi vào cái câu hỏi đấy thì
thì Lim Jim sẽ cùng với các bạn chúng ta bàn luận đến một cái chủ đề khác trước, đó là chủ đề về đam mê. Chứ các bạn, thì Lim Jim nhận được khá là nhiều những cái comment của các bạn. Hầu hết những cái bạn xem kênh của Lim Jim đều có đam mê về mỹ thuật. Đúng chưa? Chúng ta có thể biết vẽ hay là không biết vẽ, nhưng chúng ta có đam mê và chúng ta xem video của Lim Jim và thấy rằng nó có thêm một cái chút động lực nữa, đúng chưa? Củng cố thêm cái đam mê cho các bạn. Nhưng Lim Jim cần phải khẳng định với các bạn đầu tiên trong video này, và cũng là lần đầu tiên trong trên kênh của mình, Lim Jim làm cái video mà nói lên cái sự thật, đó chính là đừng nghĩ đam mê là tất cả. Đó, xin nhắc lại là đừng nghĩ đam mê là tất cả. Và Lim Jim sẽ cùng với các bạn chúng ta bàn luận xem đam mê liệu có phải là tất cả hay không nhé. Thì theo quan điểm của Lim Jim, và Lim Jim nghĩ rằng rất là nhiều những người đi làm chúng ta sẽ đều có chung một quan điểm, đó chính là đam mê nó không phải là tất cả đâu các bạn. Đam mê nó không giúp cho các bạn thành công các bạn nhé. Thành công là chuyện khác, và chắc chắn các bạn có đam mê làm kỹ yếu tố, là một cái điều kiện giúp cho các bạn có thể nghĩ đến cái việc thành công, nhưng nó là một cái sự kết hợp khác nữa. Nó sẽ chỉ giúp cho các bạn giữ vững cái tâm lý này và dai dẳng hơn so với những cái người mà không có đam mê mà thôi. Vậy thì hơi khó hiểu một chút, nhưng các bạn sẽ thấy rằng là ở trong phần comment ấy, các bạn có thể đọc được rất là nhiều những bạn trăn trở với những cái video mà Lim Jim làm, đó là em có đam mê nhưng mà em vẫn phải làm những cái công việc khác để nuôi sống bản thân mình và không thể theo được cái đam mê của mình. Thì tại sao lại là vậy, và cái điều này có bình thường hay không? Thì xin trả lời với các bạn, đó chính là thì điều đó là hết sức bình thường nha các bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng là trong cuộc sống này chúng ta có đam mê là chúng ta sẽ phải theo được cái lĩnh vực đó và chúng ta kiếm được ra tiền, thì điều đó chắc chắn là không đúng, đúng chưa các bạn? Vậy thì các bạn đừng nghĩ, các bạn hãy bỏ cái ý nghĩ rằng là đam mê là có nghĩa là chúng ta kiếm được tiền. Kiểu này hoàn toàn khác nhau và nó không có liên quan gì với nhau cả. Sự thực là cái việc đam mê nhiều khi nó không cho chúng ta bất cứ một cái đồng nào cả. Đam mê nó chỉ là một cái trạng thái tâm lý và nó giúp cho các bạn, dù các bạn có thể làm những công việc khác, nhưng ngay khi các bạn tiếp xúc đến cái lĩnh vực mà mình đam mê thì mình vẫn thích. Lấy ví dụ là các bạn có thể thích thể thao, Lim Jim cũng là một người đặc biệt thích thể thao nhé. Thì thể thao nó không có nuôi sống Lim Jim một ngày nào cả, nhưng nó cho Lim Jim sức khỏe này. Và dù là mình thi đấu mình rất là đau chân chăng nữa, nhưng mà một khi mình nghĩ đến nó, mình vẫn có những cái công việc khác để mình nuôi dưỡng, mình kiếm tiền, rồi sau đó, sau những cái giờ đó mình có thể mình chơi thể thao, thì đó, mình có thể hoàn toàn làm những cái công việc khác để nuôi dưỡng cái đam mê này. Điều đó là hoàn toàn hợp lý, và chỉ số ít trong số chúng ta là có thể kiếm được tiền từ cái đam mê đó. Thì nghe thì có vẻ là ngặt nghèo, nhưng đó chính là cái sự thật đó các bạn. Các bạn đừng nghe ai đó huyễn hoặc rằng là chỉ cần đam mê là sẽ làm được tất cả, thì cái điều đó chắc chắn không đúng. Và trong một cái video về một cái chia sẻ của Lim Jim về bộ phim Itaewon Class, Lim Jim cũng có nói với các bạn, đó là giấc mơ ấy thì không ai đánh thuế cả, các bạn cứ mơ đi. Thế nhưng ngày hôm nay thì Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn một cái góc nhìn rộng hơn, đó chính là nếu các bạn mơ thì không bị ai đánh thuế, tuy nhiên khi các bạn thực hiện được cái ước mơ đó thì lại cần rất là nhiều những cái khoản thuế khác. Nó là mồ hôi, xương máu, là tiền bạc, đôi khi là cái việc thức đêm, thức hôm, rồi rất là nhiều những vấn đề khác. Chính vậy thì các bạn mơ thì không mất phí đâu, nhưng khi mà chúng ta thực hiện nó thì chúng ta sẽ phải mất rất là nhiều. Rồi, thông qua cái điều này thì Lim Jim muốn truyền đạt đến các bạn một cái yếu tố, đó chính là dù là cái sự thật nó không như các bạn kỳ vọng, đam mê không phải là tất cả, nhưng Lim Jim vẫn mong muốn các bạn giữ vững được nó, bởi vì đam mê sau cùng, ở cuối video ngày hôm nay Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao đam mê không phải là tất cả nhưng nó rất là quan trọng. Các bạn theo dõi đến cuối video này để biết tại sao nhé. Vậy thì cái gì là cái mà quyết định được cái sự thành công? Thì đó chính là cái nỗ lực các bạn ạ. Cái nỗ lực này cũng là một cái yếu tố mà ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến chi tiết ở phần cuối của video ngày hôm nay nhé. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi ngày hôm nay luôn. Vậy thì nếu mà nỗ lực chính là cái thành phần quyết định đến cái sự thành công của chúng ta thì bằng cấp nó ở đâu? Và đặc biệt là Lim Jim chỉ đưa cái quan điểm cá nhân của mình trong cái lĩnh vực
thiết kế đồ họa, graphic design hoặc là cái lĩnh vực digital painting mà thôi nhá. Lim Jim không có nói đến những cái lĩnh vực khác. Thì theo quan điểm của Lim Jim, đối với cái lĩnh vực này, bằng cấp chỉ là một cái yếu tố thứ yếu mà thôi. Nhắc lại với các bạn là chỉ trong lĩnh vực này nhé, Lim Jim biết rằng có những cái lĩnh vực chuyên môn khác thì bằng cấp nó rất là quan trọng và cái việc đào tạo là rất quan trọng. Ví dụ như là lĩnh vực y học này thì chúng ta không thể nói rằng chúng ta tự học được, đúng chưa? Nhưng đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn khác và để Lim Jim lấy cho các bạn một vài những cái ví dụ và phân tích cho các bạn nhé. Thì trong cái lĩnh vực graphic design này, Lim Jim nghĩ rằng bằng cấp ấy nó chỉ là một cái tấm giấy thông hành mà thôi. Nó thể hiện cái việc là bạn đã nỗ lực và trải qua một cái giai đoạn, một cái giai đoạn ngắn hay là dài, nó gọi là cái khóa học. Và sau cái khóa học đấy thì các bạn có một cái chứng chỉ, có một cái bằng ghi nhận là các bạn đã trải qua được cái giai đoạn đó. Nhưng các bạn biết không, có rất là nhiều những khóa học trong cái lĩnh vực này mà chẳng ai cấp bằng hay là chứng chỉ cho các bạn cả. Các bạn có thể hoàn toàn tự học được và các bạn hoàn toàn có thể tự tin là mình thành công được. Và các bạn có thể hoàn toàn tự tin rằng là khi đi làm thì cái cơ hội của các bạn đều được chấp nhận. Bây giờ thì Lim Jim sẽ đưa cho các bạn một vài những cái dẫn chứng thực tế từ cái kinh nghiệm bản thân mình nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là cái quy trình ấy, nếu các bạn chưa phải là một cái người đã làm graphic design thì đặc biệt là cho những cái công ty lớn, công ty nước ngoài, thì Lim Jim sẽ nhắc cho các bạn cái quy trình như sau nhé. Thì khi mà cái người tuyển dụng ấy, người ta tuyển một cái người graphic designer vào làm việc cái vị trí thiết kế đồ họa thì người ta sẽ tuyển như thế nào? Đầu tiên họ sẽ đăng và họ xem cái CV của bạn, xem cái portfolio là cái mà Lim Jim đã nói đến trong tập 1 và tập 2 rất là nhiều, đúng chưa các bạn? Và đây chỉ là cái tấm giấy thông hành thôi, nó đảm bảo rằng là bạn biết một chút về graphic design, bạn có tác phẩm riêng. Sau đó cái bước quan trọng hơn là họ sẽ gọi điện, họ phỏng vấn bạn trực tiếp, mời bạn đến đó và các bạn biết là chúng ta sẽ cần phải làm gì không ạ? Lúc đó thì cái bằng cấp nó không còn là cái gì quan trọng nữa. Khi các bạn đã trải qua cái giai đoạn này thì cái lúc này các bạn có thể tạm xếp bằng cấp vào một cái nơi nào đó, cất kỹ nó đi cũng được. Bởi vì khi mà các bạn gặp trực tiếp người phỏng vấn, lúc này thì họ sẽ yêu cầu các bạn làm một cái bài test. Nếu là đơn giản, là những cái công việc graphic design đơn giản thì các bạn có thể ngồi máy tính luôn và các bạn làm bài test, ví dụ như vẽ lại một cái logo hay là vẽ lại làm một cái tờ rơi dạng như vậy. Thì đấy là những cái công việc đơn giản. Còn đối với những cái công việc phức tạp hơn, ví dụ như concept art là nó thiên về concept, là thiên về những cái dự án, thì họ đòi hỏi cho các bạn là đưa ra cho các bạn một cái đề bài và có thể cấp cho các bạn thêm một vài ngày đến một tuần để chúng ta chuẩn bị và chúng ta sẽ trình cái dự án đó. Đó, nó không hề dễ một chút nào cả. Đấy là cái cách mà Lim Jim có được một cái công việc đáng mơ ước như hiện tại mà Lim Jim đang làm cho một cái công ty của Nhật rất là nổi tiếng. Và cái cách mà Lim Jim vượt qua cái phòng phỏng vấn thì cũng là như vậy đấy. Lim Jim đã làm một cái bài test trong khoảng một tuần và đến đó trình bày về cái quan điểm của mình về cái dự án mà mình triển khai, tại sao mình nghĩ rằng nó có thể áp dụng được. Đó, thì các bạn thấy rằng là đấy, bằng cấp ở đây nó xếp ra một vấn đề riêng và lúc này chúng ta sẽ cần tập trung vào cái kỹ năng thuyết trình nữa. Các bạn thấy chưa? Bởi vì là cái ngôn ngữ thiết kế thì nhiều khi nó khô khan, nó chỉ là một cái tác phẩm. Mỗi người nhìn vào cái tác phẩm của bạn sẽ nhìn theo một cái góc. Ok, nó đẹp theo góc này, nhưng mà nếu mà anh chị hay là một cái người designer không là cái người trực tiếp diễn đạt nó thì rất là khó để thuyết phục nó có thể ra được thị trường hay không. Đấy chứ các bạn. Vậy thì các bạn thấy trong cái quy trình làm bài test nhé, Jim Jim nói đến ở đây thì cái bằng cấp nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Còn lại thì chúng ta sẽ cần để tập trung vào cái gì các bạn biết không? Đó là tập trung vào cái kỹ năng thực tế. Yeah. Tại sao Lim Jim nói đến như vậy? Bởi vì là có rất là nhiều người ấy thì update cái portfolio khá là đẹp nhé. Có thể là lên, xin lỗi các bạn, nhưng có, nó diễn ra có những cái người như vậy.
đã lấy những cái bức tranh của người khác, thậm chí là sửa lại một chút, rồi là nhận là đấy là tác phẩm của mình, update vào CV và portfolio, hay là tệ hơn là sao nhỉ, có thể đồ lại hình của một ai đó, sau đó nhận rằng đấy là một cái tác phẩm sáng tạo, nó không phải như vậy. Thì tất nhiên các bạn có thể sẽ tạo được ra cái lợi thế khi mà cái vòng phỏng vấn đầu tiên. Tuy nhiên khi mà các bạn đi thực tế, các bạn đi test bài thực tế thì chắc chắn là các bạn sẽ không có cơ hội mà đỗ đâu. Như vậy thì nó khó hơn rất là nhiều, nó đòi hỏi cái khả năng sáng tạo thực tế và cần phải khả năng thuyết trình nữa, thì nhiều khi các bạn sẽ có một cái công việc đấy. Xin lỗi các bạn, thì trong cái phần này Lim Jim cần phải nói trước đó là đây là đến từ cái kinh nghiệm bản thân của Lim Jim và là một cái công ty nước ngoài, có thể cái quy trình của nó sẽ khắt khe và nó khó hơn so với những công ty ở trong nước. Nhưng chúng ta thà được chia sẻ những cái mà nó khó hơn đúng không chứ các bạn, để sau này các bạn có thể lường trước được những cái dễ hơn, thì đương nhiên là chúng ta có thể chấp nhận, dễ chấp nhận hơn đúng chưa các bạn. Rồi, vậy đó là cái quy trình ứng tuyển đấy. Bây giờ thì Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn một cái góc nhỏ nữa mà khi ở cái công ty trước của Lim Jim, Lim Jim đã từng làm và đã từng ở trong vai trò của một cái người tuyển dụng. Lim Jim đã từng giữ vai trò là quản lý của một cái phòng thiết kế khá là lớn, trên 10 người, và cũng tuyển designer hàng năm. Thì Lim Jim cùng với cả phó giám đốc của công ty thì trực tiếp hai anh em đứng ra tuyển dụng. Quan điểm của Lim Jim ngày đó thì nó sẽ khác, đó là cái năm 2012 và 2013. Khi đó Lim Jim còn khá là trẻ thì cái quan điểm của mình tuyển dụng nó khác, là thiên nhiều về bằng cấp. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với anh phó giám đốc thì anh ấy có nói rằng là trong cái lĩnh vực này, mặc dù anh ấy không có chuyên môn về design, nhưng anh ấy vẫn nói rằng là trong cái lĩnh vực này quan trọng nhất là người ta có làm được việc hay không. Chính vậy thì sẽ chấp nhận cả những người mà không có bằng cấp. Em cứ lọc những hồ sơ mà kể cả những người không có bằng cấp thì cũng hãy chọn lựa họ và cho họ test làm bài trực tiếp với những người mà có bằng cấp đi, xem sau cùng thì kết quả như thế nào và chúng ta sẽ lấy. Thì trong cái giai đoạn đó Lim Jim quản lý 13 người, có cả những người học về mỹ thuật công nghiệp, có những người học ngắn hạn, những cái khóa rất là ngắn hạn không hề có bằng cấp gì cả, nhưng mà cái trình độ của họ thì tất nhiên là còn sắp dựa vào cái việc sắp xếp công việc nữa, nhưng mà nó không chênh lệch quá nhiều. Và các bạn thấy rằng họ đều có những cái năng lực sáng tạo ngang nhau, và Lim Jim không thấy rằng cái sự khác biệt quá là lớn về cái việc bằng cấp trong cái lĩnh vực này, để các bạn có thể yên tâm nhé, các bạn có thể yên tâm hơn một chút trong cái phần này, được chưa? Rồi, và cũng nhắc lại với các bạn, ngược lại Lim Jim cũng đưa ra lời khuyên cho những bạn mà đã học ví dụ như là mỹ thuật công nghiệp, hay là các bạn học những cái trường đầu ngành về lĩnh vực này, thì nó có một cái khái niệm nữa, đó là cái khái niệm, xin lỗi Lim Jim phải đưa ra, đó là ảo tưởng sức mạnh. Ảo tưởng sức mạnh là gì? Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta nghĩ rằng chúng ta được đào tạo bài bản, chúng ta có một cái kiến thức nhất định. Thì Lim Jim chia sẻ cho các bạn một cái lần ấy mà Lim Jim và lãnh đạo của công ty đã phải sa thải một cái người như vậy. Bởi vì tại sao? Thực ra năng lực của họ thì không có tồi, chắc chắn là họ đã được học tập bài bản rồi. Và bạn này học mỹ thuật công nghiệp, và cái khả năng ứng dụng của các bạn ấy là không thể phàn nàn được. Tuy nhiên bạn ấy có một cái thái độ, đó là các bạn bạn ấy nghĩ rằng là mình là giỏi nhất, và trong cái công việc ấy thì cái người quyết định phải là những cái người trưởng phòng thiết kế này và những người giám đốc, những người trong ban giám đốc của công ty, chứ không phải là bạn ấy. Bạn ấy nghĩ rằng là bạn ấy sáng tạo ra những cái công việc, những cái job, và những người khác không có quyền góp ý. Đó là một cái quan điểm mà Lim Jim xin lỗi các bạn là phải gạt bỏ luôn khi chúng ta đi làm nhé. Chúng ta sẽ phải học cách chấp nhận cái sự chỉ trích, và cái sự chỉ trích là nhiều phần nhiều nó đến từ những người không có chuyên môn. Nhưng các bạn đừng có coi thường cái vấn đề này. Người ta không có chuyên môn không có nghĩa là người ta không có đủ khả năng để nhận xét bạn. Bởi vì mỹ thuật nó là cái sự cảm nhận, nó giống như âm nhạc vậy. Có phải là các bạn là những người ca sĩ hàng đầu lại hát cho những ca sĩ khác nghe đâu, mà người ta có khán giả của họ, và hầu hết những khán giả là những người không có chuyên môn, có phải không các bạn? Hãy hình dung những lĩnh vực khác liên quan đến đến năng khiếu về mỹ thuật chẳng hạn, nó cũng như vậy thôi các bạn. Phó giám đốc, giám đốc công ty thì là những cái người ấy mà người ta đứng ở, là cái người đứng ở góc nhìn của cái người end users,
là những cái người mua hàng, người ta xem cái tác phẩm của bạn và đương nhiên là họ sẽ có những cái đánh giá và góp ý được cho các bạn. Yeah. Chính vậy thì bỏ qua nhé, chúng ta sẽ không đi sâu quá nhiều vào cái vấn đề này. Tuy nhiên, cái vấn đề về ảo tưởng sức mạnh là cái vấn đề mà các bạn cần phải loại bỏ khi chúng ta đi làm, và hãy chấp nhận cái sự chỉ trích dù là những cái người đó có chuyên môn hay không, được chứ các bạn? Rồi, và cái cuối cùng trong cái phần này đó là Jim Jim nhắc các bạn liên tục trong từng cái video, đó là chúng ta có thể học nhiều thứ một lúc. Đừng nghĩ rằng là chúng ta là một cái người designer giỏi, chúng ta biết phần mềm, nhiều phần mềm, chúng ta có khả năng sáng tạo là xong đâu. Nhiều khi các bạn cần phải học cách giao tiếp, cách ứng xử và cả cái cách thuyết trình nữa. Đấy chứ các bạn, đó chính là cái lý do vì sao mà Lim Jim đưa cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là nếu không thể giỏi ấy, thì hãy trở nên phù hợp. Phù hợp là sao? Là các bạn mới ra trường, các bạn không thể có khả năng để vươn lên trở thành một cái người top đầu, người giỏi nhất trong công ty được. Nhưng các bạn có thể trở nên phù hợp hơn là các bạn nắm bắt được cái văn hóa của công ty, biết cái cách công ty, những cái phòng marketing bán sản phẩm ra, và chúng ta biết thuyết trình, chúng ta biết phối hợp với những cái phòng ban khác, thì cái tác phẩm của chúng ta đơn giản là nó sẽ chính xác hơn với những cái gì mà xu hướng và những cái gì mà xã hội người ta cần. Chính xác chứ các bạn? Đó, chính vì vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta nỗ lực để chúng ta trở nên giỏi hơn ấy, thì hãy trở thành một cái người phù hợp trước, phù hợp với cái môi trường, phù hợp với cái văn hóa của cái nơi mà các bạn đi làm, được chưa các bạn? Rồi, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cái phần cuối của video ngày hôm nay, chính là cái phần mà Lim Jim rất là tâm huyết, và Lim Jim đã hứa với các bạn phần này chính là cái phần hay nhất mà Lim Jim mong muốn chia sẻ đến các bạn. Đó chính là chúng ta sẽ đi vào thẳng vấn đề, đó chính là nỗ lực. Như phần 2 chúng ta đã đề cập đến thì nỗ lực theo Lim Jim nó chiếm đến trên 80% cái sự thành công. Vậy thì các bạn hãy coi giúp cho Lim Jim là cái thành công ấy, hãy coi nó giống như là một cái quy trình, nó là một cái quá trình các bạn nhé. Thành công không phải là một cái ngày 1, ngày 2 hay là đơn giản như việc chúng ta mua một cái vé số và trúng thưởng, thì đó không phải là một cái sự thành công theo cái nghĩa đen của nó, mà nó là cả một cái quy trình, đúng như các bạn. Và trong cái quy trình đó thì các bạn đang ở đâu đó trong cái quy trình. Quan trọng nhất theo Lim Jim, quan trọng nhất đối với những bạn trẻ đó là xác định được chúng ta đang ở giữa quy trình, chúng ta đang ở đầu quy trình hay là chúng ta đang ở cuối quy trình. Bởi vì khi và chỉ khi chúng ta xác định được chúng ta đang ở đâu trong quy trình thì chúng ta mới có những cái nỗ lực hợp lý, và chúng ta cũng không bị nản vì chúng ta biết rằng chúng ta đang nỗ lực, chúng ta đang tiến bộ, đúng chưa các bạn? Rồi, trước tiên thì Lim Jim đưa ra cho các bạn một vài những cái dẫn chứng về cái việc nỗ lực ấy, nó quyết định lớn nhất đến, ảnh hưởng lớn nhất đến cái sự thành công. Các bạn có thể thấy rằng là rất dễ để chúng ta có thể tìm trên mạng xã hội, chúng ta tìm trên internet những cái người tỷ phú hay là những người thành công mà không nhờ bằng cấp, đúng chưa các bạn? Chúng ta có thể kể đến một loạt những người như là Rockefeller, tỷ phú dầu lửa của Mỹ này, hay là hiện tại là Bill Gates hay là Jack Ma như chăng nữa. Và chúng ta có thể kể đến những cái người trong lĩnh vực mỹ thuật đi. Lim Jim sẽ đưa ra ba người rất là nổi tiếng. Đầu tiên là Van Gogh. Thì các bạn sẽ biết rằng ông ấy thì cũng không được học hành bài bản, chỉ làm trong một cái phòng chép tranh thôi. Và thậm chí những cái tác phẩm kỳ tài của ông ấy được đánh giá rất cao những ngày nay ấy, thì vẫn không thể có thể khiến ông ấy có thể sống một cái cuộc sống sung túc, mà ông ấy đã chết trong nghèo khó trước khi những tác phẩm của mình trở nên nổi tiếng. Các bạn thấy chưa, những cái nỗ lực, cái đam mê của ông ấy là có, nhưng cái việc xã hội có chấp nhận hay không là chuyện khác. Một cái ví dụ nữa các bạn có thể thấy đó là Leonardo da Vinci, một cái nhà, không biết phải gọi ông là nhà gì, bởi vì ông là rất là nhiều cái bộ não siêu việt tập trung trong cái con người này. Ông ấy là nhà phát minh, nhà họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà văn, nhà thơ, rất là nhiều, nhà thiên văn học nữa. Và các bạn biết rằng cái tác phẩm nổi tiếng của ông là Mona Lisa, đúng không ạ? Một tác phẩm cực kỳ nổi tiếng. Thì các bạn biết rằng là ông ấy cũng lớn lên từ một cái phòng đi chép tranh thuê cho một cái phòng tranh của người chú, rồi dần dần ươm mầm tài năng của ông ấy, phát triển thêm cái tài năng của ông ấy dựa vào cái đam mê thôi. Như các bạn. Rồi một cái người cuối cùng nữa mà các bạn không thể không biết, đó chính là Walt Disney. Ai chúng ta hay gọi là Walt Disney ấy, là
ông chủ của hãng Walt Disney. Các bạn biết rằng vịt Donald này hay là chuột Mickey là tác phẩm của ông ấy đấy. Đó là một cái người mà thậm chí còn tệ hơn là khi ông ấy ứng cử cho một cái hãng phim hoạt hình, tác phẩm của ông ấy thì còn được đánh giá, bị đánh giá là không có khả năng về mỹ thuật và không hiểu về mỹ thuật. Đó, rồi dần dần ông ấy có thể xây dựng cho mình một cái đế chế về ngành công nghiệp phim hoạt hình như hiện nay mà các bạn có thể thấy. Đó, đó là ba trong số rất là nhiều những cái gương mặt mà các bạn thấy rằng cái sự nỗ lực của họ là vượt bậc. Để các bạn thấy rằng ấm lòng hơn, các bạn yên tâm hơn rằng là chúng ta, những cái nỗ lực nó không bao giờ bọn lãng phí cả. Quan trọng nhất là chúng ta đang biết chúng ta đang ở đâu. Thì bởi vì là Lim Jim thấy rất là trăn trở, và rất là nhiều bạn thì học khóa của Lim Jim hay là các bạn đang mới bước chân vào cái lĩnh vực này và thấy rằng là nhiều khi cái nỗ lực của mình không biết là mình đang ở đâu, mình sẽ phải làm theo hướng nào để có thể làm được cái công việc ấy, thì sẽ chẳng có câu trả lời nào chi tiết được cho từng bạn đâu. Mà quan trọng nhất, các bạn hãy tự định hướng bản thân mình là chúng ta đang ở đâu. Như các bạn đã biết, thành công là một cái quá trình, là một cái quy trình. Và nếu các bạn ở giữa cái quy trình đó thì các bạn sẽ phải chấp nhận bản thân mình rất xấu xí, rất xấu xí luôn. Nhưng mà nó không sao cả, hãy chấp nhận cái điều đó. Nếu những cái người mà không chấp nhận được là những người đã không đủ đam mê rồi, và chúng ta sẽ không có cơ hội để thành công đâu. Để Lim Jim lấy cho bạn những cái ví dụ nó rất là đời thường. Ví dụ nhé, nếu các bạn là người đàn ông, các bạn mong muốn để râu chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng để chúng ta có thể có được một cái bộ râu đẹp ấy, là một cái quy trình, nó thậm chí là kéo dài cả vài năm trời. Và trong cái quy trình đấy, các bạn sẽ thấy rằng là Lim Jim cũng là một cái người từng để râu rồi. Lim Jim biết rằng là cái cơ địa của mỗi người đàn ông là nó khác nhau, nhưng mà khi mà chúng ta muốn để râu ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là trải qua một cái giai đoạn nuôi rất là vất vả. Nhưng mà giữa cái giai đoạn đó thì các bạn nhìn thấy là cái bộ râu của chúng ta nhìn nó không đẹp đâu, nó rất là xấu xí luôn. Như các bạn, và một cái chuyện khôi hài đó là các bạn sẽ phải chấp nhận, các bạn có thể phải chịu rất là nhiều những cái lời đàm tiếu, hay là kể cả người thân của các bạn nhìn thấy nó rất là ngứa mắt luôn. Bởi vì họ đâu có biết là các bạn đang ở giữa cái quy trình và các bạn đang xấu xí như thế nào. Nhưng nếu các bạn đủ cái kiên nhẫn, cái kiên trì và nỗ lực thêm một chút nữa, thì cái kết quả thành công của các bạn nó sẽ nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Đó, đó là một cái ví dụ đời thường để các bạn có thể thấy được cái hành trình nó như thế nào. Rồi các bạn có thể thấy rằng là khi các bạn xăm hình chẳng hạn, đúng chưa các bạn? Các bạn trải qua cái quá trình rất là đau đớn, và thậm chí ngay sau khi xăm ấy, nó phồng rộp nên nó đỏ lên, chúng ta còn phải kiêng xà phòng hay gì đấy, thì nhìn cái hình xăm ấy nó không được đẹp ngay đâu. Phải một vài tháng nhìn bắt đầu nó mới ăn màu và nó bắt dần dần mới trở nên đẹp. Đó là một cái quy trình mà chúng ta cần thấy rằng nó rất là đau đớn và cần phải nỗ lực nữa. Đúng chưa các bạn? Rồi, nếu các bạn chưa thấy nó dễ hiểu thì hãy hình dung đến một cái nam ca sĩ mà anh ấy dám sống với bản thân của mình, đó chính là Linh Ly. Thì bây giờ các bạn thấy rằng bạn ấy đã trở thành một nữ ca sĩ rồi, nhưng cái quá trình đổi giới của bạn ấy chịu rất là nhiều những cái thử thách khó khăn. Các bạn thấy từ một anh chàng không dám sống thật với bản thân mình, thì bây giờ Linh Ly đã là một cái cô gái mà dám xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài nữ tính, là một cái sự nỗ lực cực kỳ lớn rồi. Và giữa cái nỗ lực đấy là rất là nhiều lời đàm tiếu, là cái sự xấu xí, nhưng mà bạn ấy đã vượt qua được tất cả. Ok các bạn? Rồi, và kênh Lim Jim cũng vậy thôi. Kênh Lim Jim thì cũng là một cái kênh thoạt đầu có rất là nhiều những cái video nó chưa đủ chất lượng, nhưng Lim Jim không muốn xóa. Các bạn có thể theo dõi những cái video đầu tiên của Lim Jim sẽ thấy rằng cái chất lượng nó cũng sẽ không, thậm chí là không đảm bảo chất lượng, chưa? Âm thanh cũng bị lỗi. Đó, Lim Jim cần phải nỗ lực bản thân rất là nhiều, và những cái video đó nó rất là xấu, và chấp nhận nó và không xóa nó đi thì các bạn mới có thể nỗ lực, có thể tiến bộ được. Và đến ngày hôm nay thì Lim Jim đã học rất là nhiều thứ, từ những cái phần mềm làm phim, edit video, rồi là những cái phần mềm lồng tiếng, lọc tạp âm hay gì đó. Lim Jim đã trở nên khá hơn rất là nhiều, và những cái video hiện tại nó có chất lượng tốt hơn rất là nhiều so với những cái video ngày đầu tiên mà mình làm. Thì bởi vì Lim Jim tin rằng mình đang ở trong cái quy trình này, và mình biết mình đang ở đâu, mình sẽ nỗ lực
Hiện tại thì chắc chắn là Lim Jim chưa ở cuối con đường đâu. Là Lim Jim cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng hơn rất là nhiều để phục vụ cho cộng đồng và mở rộng cái cộng đồng của mình. Tuy nhiên Lim Jim sẽ không dừng lại, bởi vì Lim Jim biết rằng là mình đang ở đâu ở cái quy trình này. Chính vậy thì một cái lời tâm sự mà Lim Jim muốn truyền đạt đến các bạn đó chính là hãy xác định bản thân, dù là rất là nản đi chăng nữa và học lâu cũng không thấy mình tiến bộ, thì các bạn không có gì sai cả. Các bạn đang ở những cái ngày đầu của một cái quy trình nào đây đó thôi, và chắc chắn là các bạn đang rất là xấu xí, các bạn chưa thể làm ra những cái gì đẹp được. Nhưng khi các bạn xác định rằng các bạn đang ở đầu của quy trình, các bạn đang ở giữa quy trình, thì hãy cứ cố gắng đi, hãy cứ cố gắng. Lúc này không phải cái lúc mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái lời chỉ trích của những người khác, đặc biệt là những cái lời chỉ trích mà nó mang cái tính chất không xây dựng, những lời chỉ trích miệt thị. Thì giống như trong cái video về Itaewon Class mà các bạn click vào đường link đang xuất hiện trên màn hình, Lim Jim đã có nói rất là chi tiết về phần này rồi. Như vậy thì hãy chấp nhận mình xấu xí nhá, hãy chấp nhận mình xấu xí hơn một chút và xác định rằng mình sẽ luôn luôn cố gắng nỗ lực để có thể đạt được một cái thành công vào một ngày nào đó. Và việc này kết hợp với cái đam mê nó sẽ giúp cho các bạn có khả năng kiên trì và dai dẳng hơn để kiên trì với cái thành công của mình. Rồi, và trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của Lim Jim, cũng như là cái câu hỏi mà Lim Jim trả lời cho bạn Subo Hạnh Nguyễn, cũng như rất là nhiều những bạn thành viên khác có cùng cái ý tưởng này. Trên đây là quan điểm cá nhân của Lim Jim về cái góc nhìn này. Các bạn có thể đưa ra cái nhận xét dù là trái chiều. Lim Jim luôn luôn lắng nghe và trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Ở phần description các bạn có thể đặt câu hỏi ở đó. Và hãy cho Lim Jim biết cái cảm nhận của các bạn về video này, và đặt câu hỏi thêm để chúng ta có thể kéo dài hơn cái series này vào những cái tập tiếp theo. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, tập 5 của series Góc nhìn Lim Jim. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và chúc các bạn giữ vững được cái đam mê của mình, nỗ lực hơn và xác định được bản thân mình đang ở đâu trên cái quy trình thành công này để có thể trở thành một người thành công, có được một cái công việc như các bạn mơ ước. Xin chào các bạn.